mà ở đây tôi chỉ đề cập những cái cơ văn mà nằm ở cái khổ thôi, vì đây cũng là cái một cái bài học sắp tới cho những người học về cái phương pháp của Pakistan đấy. Và chúng ta điều trị nó phải nói là rất là, tôi dùng cái chữ rất là vất vả và cực khổ. Tại vì mình đi đến một cái chuyên khoa mà để chữa cho mình thì mình có nhiều người không biết đi đâu. Và đi đến một cái bệnh, một cái phòng khám đa khoa thì cũng không có được giải quyết mà để cho mình cảm thấy thỏa mãn, tại vì mình cứ bị đi bị lại. Và một cái bệnh chung á, không phải chỉ ở trong Việt Nam. À, tôi nói đây cho mọi người hiểu, để mọi người á, thường thường người ta nghĩ đến cái ngành y tế của đất nước mình và ta nghĩ rằng cái đất nước này nó nghèo cho nên ngành y tế mình phục vụ thế này nọ, mà không phải đâu. Mọi người nên nhớ là cái này là cái chung của toàn thế giới. À, và tôi đã đi qua tới châu Âu, rồi đi qua tới Úc, và đến một cái điều mà thất vọng nhất là đi đến Mỹ mà cái y tế mà họ phục vụ để mà điều chỉnh chữa mấy này á, cũng không có giải quyết được rốt ráo. Mọi người nghe nó rất là lạ lùng ha. À, thì ngay mà vừa rồi tôi đi ở Honolulu á, thì đến những người mà bị đau cổ vai gáy á, mà bị rất là nặng. Và tại vì cái bệnh đó nhiều là tại vì mấy người ta làm neo á, người ta phải cúi cái đầu này nè, người ta làm suốt như nè, rồi cuối cùng cái cổ gáy bị hết á. Và vai tay lại bị bệnh nghề nghiệp, tức là tay cầm kìm kéo á, rồi sau này cái tay bị đau dở không có lên. Do vậy á, là cái chuyện mà để mà giúp cho cái người bệnh á, là một cái điều mà phải nói là đáng báo động, không phải ở trong nước mình mà trên thế giới cũng như vậy ha. Thì mà một cái điều đáng buồn á, là ở Việt Nam mình những cái bác sĩ mà điều trị ở ngoài nhà, tức là khám ngoài giờ đó ha, là tôi ở Sài Gòn tôi không biết, ở Hà Nội tôi không biết nhiều, nhưng mà Sài Gòn á, là đa phần ngay cả những cái bác sĩ chuyên về xương khớp có tiếng tăm ở trong bệnh viện lớn, nhưng mà về nhà cũng kinh doanh cái chuyện này đối với người bệnh. Tức là cái lương tâm người ta được bán rẻ để mà đổi các cái đồng tiền. Mọi người nghe một cái chuyện rất là đáng buồn. Tức là khi mà bị bệnh cột sống cổ, vào một cái bác sĩ mà chuyên khoa là chắc chắn một điều là chẩn đoán là ngay, không cần phải cho X-quang, không cần phải làm MRI, họ cũng biết. Nhưng mà cái điều đầu tiên là họ gì? Họ cho thuốc uống. Đó là liệu trình để chữa bệnh. Cho thuốc uống, uống là cho đến một lúc là bệnh nhân nói rằng không còn cái kết quả nữa. Thì khi mà cái bệnh mà nó như vậy rồi thì bắt đầu chuyển đến cái chuyện là dùng thuốc để chích vào cái chỗ đau. Mà tôi nói để nhắc lại mọi người, không phải chỉ ở Việt Nam mà ngay bên Mỹ kìa. Rồi chích ngay chỗ đau. Và chích cái gì? Chích hydrocortisone. Đến chỉ biết bớt đau liền, bệnh nhân cảm thấy được thuyết phục. Thì thuốc thì lấy tiền, còn người bệnh á, thì đau thì vẫn còn đau. Bệnh nhân á, mà ở bên Mỹ á, họ nói với tôi bị 2 năm rồi, 3 năm rồi, nhưng mà trong lòng họ bao giờ cũng tin tưởng cái người bác sĩ. Nhưng mà khi gặp tôi thì tôi nói, ủa cái này có gì đâu. Và tôi chỉ giải quyết trong vòng cái ngày đầu là họ đã giảm rất nhiều rồi. Và sau đó là tiếp tục những ngày sau điều trị nữa, thì họ bất ngờ là những cái kết quả quá kỳ diệu mà so với họ điều trị ở ngay bản xứ, họ lại không được như vậy. Thì để nói cho chúng ta thấy là bây giờ đến cái thời điểm mà người ta chỉ nghĩ đến cái tiền nhiều hơn là cái lương tâm, và người ta muốn cho người bệnh mà đi theo mình á, thì phải làm những cái gọi là tiểu xảo đó để cho người bệnh có cái cảm giác là giảm bệnh. Rồi cuối cùng mọi người biết cái bước thứ ba là gì không? Sau khi chích xong, bước thứ ba là giải phẫu nhẹ. Giải phẫu nhẹ thôi. Ở cổ tay, ở biểu tay, ở vai. Rồi
sau khi mà tới một cái lúc cái cuối cùng là mổ ngay cột sống cổ. Tôi nói với mọi người á, là một cái điều mà tôi hay nhắc cho mọi người là vậy nè. Ai mà đến khám chữa tôi hỏi có quen bác sĩ không? Cái họ nó có quen, tôi nói thôi xui rồi. Và nếu như mà lại quen một bác sĩ mà lại là viện trưởng hay là viện phó gì của một cái bệnh viện á, thì còn khổ sở nữa. Tôi, mà mọi người nghe, hồi xưa mình nói mình mà quen bác sĩ mình mừng lắm ha. Nhưng mà bây giờ quen bác sĩ á, là hại vô cùng. Vì những người bác sĩ á, bao giờ họ cũng tư vấn một. Mọi người thấy không? À, cho nên đó là tôi nói á, một cái trường hợp rất là buồn. Tức là ở trong Sài Gòn á, có một cái chị để khám với tôi. Thì chị này chỉ là vợ của một giáo sư giải phẫu rất nổi tiếng ở trong Sài Gòn. Tôi không có nói tên. Và chị đến á, thì chị nói á, là chị bị cái cột sống lưng và đã mổ rồi. Mà do ông chồng của cổ là bác sĩ giỏi về giáo sư mổ giỏi gì não, cho nên á, là nhờ những anh em bạn mình mổ cuộc sống cho vợ mình. Khi mổ cuộc sống lưng xong rồi thì mới một vài năm đầu nghe chừng là dễ chịu lắm, nhưng mà sau đó thì bệnh bắt đầu tái phát. Và kỳ này tái phát á, là thêm cái gì biết không? Cột sống cổ. Và ông chồng lại tiếp tục động viên vợ mình đi mổ cuộc sống cổ. Thì lúc đó chị sợ quá, chị lên mạng chị tìm. Và khi mạng tìm xong, chị đến ngay chỗ tôi. Chị nói, có giải pháp gì không? Tôi nói nếu mà chị muốn thực hiện cái chuyện mà chữa khỏi cái cột sống cổ chị á, thì chị phải chấp hành theo cái cách của tôi, cách thực hiện của tôi. Và chị này á, chị nói nếu như mà chữa tôi khỏi thì tôi sẽ chấp hành. Tôi nói, tôi bảo đảm với chị đưa phim tôi coi, tôi bảo đảm với chị. Thì cái người phản ứng đầu tiên ở trong gia đình chính là chồng của chị. Và những cái người bạn của chồng chị khi mà nghe ông chồng kể lại cái chuyện một cái ông thầy lang Dư Quang Châu nào đó mà xúi dạy để mà chữa cái này, thì tất cả những giáo sư bác sĩ đó có một cái phản ứng rất mạnh. Bởi vì họ đọc cái phim cái này phải mổ rồi. Và mọi người không có hiểu rằng là bất ngờ là sau đó cái chị đó đã từ từ dần dần hồi phục và không quyết định mổ nữa. Và từ một cái người rất là khó chịu thì bây giờ trở lại, cổ đã thuyết phục được ông xã cổ thực hiện cái phương pháp của tôi. Tức là hôm nay chúng ta đã tham khảo đó, trong đó có cái phần chườm đá nữa. Ông nói làm cái chuyện gì đó mà lảm nhảm vậy. Nhưng mà cuối cùng ông là người mỗi tối về hỏi, bà ơi có làm nóng đá cho tôi chưa? Thế thì để mình thấy rằng á, là để đi tìm một cái phương pháp điều trị tốt hơn trên thế giới mà hiện nay vẫn còn lúng túng. Tôi nói cho mọi người hiểu được cái điều đó, chứ không phải trong đất nước mình đâu. Cho nên á, cái mà quan trọng là mình phải làm sao quen được một cái người có tâm và có hiểu biết và có cách để giải quyết cái bệnh mình một cách triệt để, chứ không phải có quen biết để rồi sa vào cái lưới mổ. Ok à, rồi để nói về để cho mọi người tôi thì tôi bị phản ứng nhiều lắm về những cái ý kiến của tôi, nhưng mà kệ họ, miễn làm sao mình giúp được cho mọi người thôi. Tại vì phương pháp mình điều trị không dùng thuốc, chứ cũng không có đụng chạm gì, chắc có lẽ cũng không có làm cho các anh ấy khó chịu và ảnh hưởng cái túi tiền của các bác sĩ đó. Và bây giờ chúng ta vào cái vấn đề của phương pháp của chúng ta, thì mọi người biết rồi, thập chỉ liên tâm là xuất phát từ y mô mạch La Medicine de Cabinet. Và như vậy là hệ thống tuần hoàn là một cái hệ thống lưu chuyển khắp tất cả trong cái thân thể chúng ta. Và nên nhớ nha, là trong tất cả những cái bệnh tật của chúng ta đều liên quan một cách mật thiết với cái hệ thống tuần hoàn. Và khi hệ thống tuần hoàn có một cái gì đó trục trặc thì tất cả những bệnh tật nó sẽ xuất hiện. Và cái rút sống cổ của chúng ta cũng vậy, không có gì. Và đây là những cái vùng mà cổ gái bị đau. Thì tôi á, thì tôi không có đi theo cái con đường của y học chính thống mà tôi đi theo cái con đường của y học kiếm hiệp. Tất nhiên
dựa trên một cái cơ sở khoa học hẳn ngồi, chứ không phải là mình nói ngang nói ẩu được ha. Nhưng mà ở đây vấn đề ở chỗ á, là trong cái y học chính thống á, họ nói những cái nguyên nhân gì đó thì tôi bây giờ tôi tạm thời quên đi, tôi chỉ nói những cái kinh nghiệm mà tôi nói. Tuy nhiên trong cái việc của Hippocrates thì ông Hippocrates ông có nói một cái câu rất là ý nghĩa, biển học thì mênh mông, đời người thì ngắn ngủi, nhưng mà kinh nghiệm thì lại không có chắc chắn. Mình nghe cái câu đó mình thấy không? Cho nên tôi phạm vào cái chỗ là kinh nghiệm không có chắc chắn. Tuy nhiên là cái kinh nghiệm này dựa vào trong một cái cơ sở khoa học hẳn hồi, cho nên chúng ta thôi tạm thời chấp nhận. Và nếu như mà ai đã từng được điều chỉnh và từng theo dõi được điều trị phương pháp mà tôi hướng dẫn, thì tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái tinh thần lạc quan hơn. Và mình yên tâm cái thứ nhất là mình không phải nghĩ đến cái chuyện để phải mổ mới giải quyết được cái vấn đề này. Và mọi người không có thể tưởng được, tôi có một cái anh bạn lãnh đạo cấp cao của ở tỉnh tôi, cũng vì quen một tiến sĩ nổi tiếng ở 103, 108 gì đó, và động viên anh mổ cái cổ, anh bị thoái hóa cuộc sống cổ thôi. Cái đó mình nếu mà mình làm nghiêm túc là cũng ok, đè ra mổ, mổ rồi bây giờ cái cổ đi cứ cà đơ vậy. Và bây giờ tiếp tục nữa là bà vợ của anh cũng tiếp tục mổ. Và tôi nói thôi áp dụng phương pháp tôi đi. Nhưng mà thường thì người ta tin một cái ông bác sĩ, giáo sư nổi tiếng hơn là những cái người mà lông ba lông bông như mình. Thôi thì để người ta mổ đi. Cho nên mình thấy mình là có nhiều tiền, mình làm lớn, mình quen nhiều ông nhiều bà, thì mình sẽ chết sớm hơn mấy thằng ngu như tụi mình. Cho nên có một cái chỗ mà nó viết cái câu mà rất là hay, mà cái anh làm về cái điều trị không dùng thuốc á, anh nói có một câu kết luận: hà tôi sống một cách ngu dốt còn hơn chết một cách thông minh. Ok, rồi bây giờ trở lại cái vấn đề mà tôi đặt vấn đề, thì mình thấy ở đây á, đây là chúng ta cái động mạch cảnh này, còn cái này á, là động mạch cổ. Và động mạch cổ thể hiện rõ bằng cái hai cái động mạch cổ đi lên trên đầu. Và như vậy á, thì chúng ta biết rồi, tất cả những cái sơ hóa, những cái lão hóa của cơ thể đều do sự tắc nghẽn của mao mạch. Và khi mao mạch bị tắc nghẽn thì các chất dinh dưỡng không đi vào được, hồng cầu không đi vào được, oxy không đi vào được, thì nó làm cho chỗ đó bị lão hóa và suy thoái. Do đó muốn giải quyết được thì chúng ta phải chú ý hai cái điểm mà rõ ràng nhất, đó là hai cái động mạch cảnh và hai cái động mạch cổ. Tất cả những cái bệnh tật ở cổ đều bắt nguồn từ hai cái này. Rồi bây giờ chúng ta xem cái nguyên nhân sơ vữa của cái cột sống cổ, của cái động mạch cảnh và động mạch cổ, và cái sự chèn ép của cái đốt sống cổ. Và chúng ta thấy đây, thứ nhất là chúng ta thấy đây là những cái mảnh vỡ của cái sơ vữa ở cái động mạch cảnh và động mạch cổ, từ cái ít rồi tăng dần lên. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì? Là cái thứ hai nữa là khi mình bị một cái tai nạn, bị một cái chấn thương, và một cái động tác ngồi đứng ấy, của mình, nó cái tư thế làm cho tổn thương cái cột sống cổ, và nó chèn đi cái động mạch cổ, và làm cho cái máu thiếu ở trên vùng não, và làm cho máu không tưới được vào trong cái cột sống cổ mà gây ra bệnh. Và như vậy ấy, là đây là những cái nguyên nhân mà tôi hay đề cập: thiếu máu dẫn đến thoái hóa cột sống cổ cũng như lưng cũng vậy. Thứ hai là ngủ sai tư thế. Thứ ba là ngồi sai tư thế. Rồi thứ tư là bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp là bệnh gì quý vị biết không? Thí dụ như thợ may ngồi là bệnh nghề nghiệp. Thợ may trước sau gì cũng cột sống lưng, cột sống cổ, không người nào thoát được sau 5 năm làm việc. Rồi bệnh của những người làm hành chính, tức là vô mà làm việc hành chính, vô ngồi mà cầm cái con chuột không đó, rồi một lúc đều bị hết, sau 5 năm đều bị hết. Và quân chất nặng thì không nói rồi, bởi vì do đó là mình, nếu mà ai mà nó có thường đi máy bay á, thì bây giờ quyết định của ở quốc tế
là một cái một cái thùng á, là nếu mà đi Mỹ á, thì nó họ cho mình một cái kiện vậy là 23 kg, 23 kg. Còn quy định mà của trên thế giới á, là một cái thùng mà đựng đồ không quá 30 kg, tại vì nếu mà 30 kg á, thì sẽ làm tổn thương cho cái người mà khuân vác. Do đó cái đó là cái quy định chung vậy đó. Thì như vậy á, là chúng ta thấy cái thời mà hồi trước giải phóng á, tôi còn nhớ ở Khánh Hội á, quận 4 á, là những cái người mà đi khiêng gạo á, mọi người biết bao gạo chỉ xanh bao nhiêu ký không? 100 kg. Mà người ta vác cái bao gạo 100 kg, thành ra là không biết bao nhiêu người đã bị tổn thương, bị bệnh cái đó, nhưng mà vì cuộc sống. Nhưng bây giờ thì ta cấm rồi, không có cho làm cái đó. Cái đó là tôi nói cấm thôi, chứ tôi không biết ở dưới cảng họ có còn quân vác kiểu đó đâu. Và để như theo cái bây giờ mà để cho chẩn đoán được cái này mà cụ thể hơn vấn đề mạch máu thì chúng ta phải đi vào trong bệnh viện đề nghị làm cái siêu âm mạch máu. Siêu âm mạch máu là gì? Tức là ta có một cái siêu âm để ta coi mạch máu, thì cái đặc biệt người ta sẽ tìm ra được cái động mạch cảnh hay là động mạch cổ của mình bị tắc. Thì cái này là của Tây y, nhưng mà thực ra là mọi người biết là mình ở đây ai cũng lười và đi vào bệnh viện đứng là sắp hàng rồi này nọ, cực khổ quá, thành ra đôi khi chúng ta bỏ quên đi, thành ra là hơi khó cho chúng ta. Nhưng mà đối với cái phương pháp tập chỉ liên tâm thì tôi đề nghị mọi người mình sẽ dùng cái phương pháp đơn giản hơn, đó là dùng gì? Dùng cái ngón cái. Và ngón cái mình đặt vô, nhớ nha, là khi mà mình tìm cái động mạch cảnh mình là mình dùng một ngón cái thôi, đừng có dùng hai ngón cái cùng một lúc, tại vì máu lên não mình bằng hai cái động mạch cảnh, mà cứ lấy hai cái này đặt vô đè vô nó thiếu máu não, hơi đứng nằm cái chó dáng nó chết, thấy không? Thành ra dùng một ngón cái thôi, và ta đặt ở đây, rồi mọi người thấy cái xương hàm ở đây ha, rồi cái ở đây là cứng đầu chủng, giữa xương hàm và cứng đầu chủng thì chúng ta đặt cái ngón cái ở đây, và khi đặt ngón cái vào đây thì chúng ta sẽ ấn vô từ từ, mọi người làm thử. Và khi ấn vô từ từ mà thấy cái mạch nó đập, rồi đập, thấy đập không? Có người nào không đập không? Đừng có cười. Khi mà bị sơ vữa động mạch cảnh bị tắc á, như tôi ở trước á, tôi bị tắc 95% luôn, mà tôi không hề hay biết. Khi vô làm siêu âm mới biết, thấy không? Mình là bác sĩ còn ngớ ngẩn gì nó chi người được. Rồi cái ngón cái thì mình đặt cho bên đây nữa, mình khám nữa, thì mình sẽ so sánh giữa hai cái động mạch cảnh với nhau, coi có sự chênh lệch hay không. Và nếu như có sự chênh lệch thì mình biết là để so sánh giữa hai cái này có một chỗ mà thông, một chỗ không thông. Tiếp cái nữa là gì? Tiếp cái nữa là chúng ta khi mà đo động mạch cảnh của ta rồi á, thì chúng ta cũng sẽ đo dưới cái đối tượng khác. Mà đối tượng là sao? Là dưới mấy cái em mà thanh niên trẻ đó. Tại vì mấy em thanh niên hoặc nữ mà trẻ đó thì cái động mạch cảnh của ta còn tốt lắm. Thành ra khi mình sờ vô chi? Để mình so sánh giữa cái người khỏe dưới mình coi có cái gì thay đổi không. Và thường thì mình sẽ thấy rằng là cái mạch máu của những cái người trẻ nó mạnh, nó đập mạnh hơn, và cái động mạch cảnh chúng ta có vấn đề. Ok. Thì như vậy, khi mà chúng ta so tìm ra được cái này rồi, mà thông thường những người mà trên 60 tuổi ấy, thì thường thường hay gặp cái triệu chứng này. Và mình biết là động mạch cảnh có vấn đề rồi. Và động mạch cảnh có vấn đề nhiều ở với những người tuổi trên 60, ở những người mà béo phì. Như vậy ấy, là chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề rồi. Nhưng mà nếu như trong trường hợp chúng ta sờ vào động mạch cảnh mà không có vấn đề gì mà chúng ta vẫn bị cái khác nữa, thì chúng ta để ý cái triệu chứng mà kèm theo. Thứ nhất là mình ngồi xuống đứng dậy tự nhiên chóng mặt. Cái thứ hai là mình thấy hai cái tay mình mỏi, một hoặc là trong hai tay mỏi. Nhất là mình nằm ngủ á, mình ngủ đêm sáng thức dậy sao thấy một cái tay hoặc một cái hoặc hai tay nó yếu đi, và mình bóp cái tay mình thấy cũng không có sức lực nữa. Rồi thấy chưa, cũng có rồi ha. Và cái thứ ba, nếu mình đi Honda, mình chạy xe Honda mà chạy cái đường mà dằn cũng vậy, mình đi chừng nửa cây số xong mình thấy hai tay mình tê dại hết.
Đúng rồi, có đủ hết rồi, vậy là an tâm rồi. Bị cột sống cổ rồi. Thì khi mà chúng ta còn thấy mà cái dấu hiệu đó xuất hiện là biết là mình bị có vấn đề rồi. Còn ngoài ra có những cái triệu chứng khác nữa, như là cái triệu chứng ngồi ở trong cái phòng họp là ngáp. Có mọi người có người ngáp không? Nếu mà bị ngáp thì có làm đại biểu quốc hội nha, bị ngồi cả ngày trong đó mà ngồi cả tháng rồi. Tại sao biết? Tại vì cái cuộc sống cổ nó bị chèn, cái động mạch ở cổ nó máu lên trên không được, nó làm cho thiếu máu não. Thiếu máu não đồng nghĩa với thiếu oxy trên não, cho nên làm cho buồn ngủ. Do đó là chỉ cần ra bước ra về phía ngoài chút thôi, hớp không khí chừng dài ba lần rồi bước vào, không còn buồn ngủ nữa. Tại vì mình hớp vô lấy oxy vô thì không có còn buồn ngủ nữa. Ở đây mọi người học cái cú đó rồi hả? Ok, chứ mà cứ vô trong hộp mà cứ ok. Và một cái điều mà chúng ta sẽ thấy là cái gì, khi mà chúng ta bị cái cột sống cổ thì không bao giờ thoát cái cột sống lưng. Cái điều đó là cái điều rõ ràng nha. Cổ bị là lưng bị, mà lưng bị là cổ bị. Nó cứ hai làm với nhau để cho chúng ta tiêu cái cột sống cổ, điều cột sống lưng. Và người ta nói cột sống là gì? Cột là trụ cột, đúng không? Cái trụ cột. Mà sống là gì? Là sự sống. Cho nên khi mà cái cột sống cổ và cột sống lưng mà có vấn đề thì có nghĩa là sự sống của chúng ta bị đe dọa. Cái người mà sống thọ thì cái cột sống phải thiệt tốt, người sống không thọ thì cột sống không tốt. Tại sao biết không? Vì cái cột sống mình nó có cả một cái chuỗi từ cổ đi xuống dưới lưng và một cái hệ thống thần kinh tự động á, nó nằm dọc theo cái đó hết, và nó tưới máu vô đều hết cái hệ thống thần kinh đó. Và hễ cái cục đốt sống nào ở đó mà bị có vấn đề thì nó bị tổn thương ở những cái cơ quan nội tạng liên hệ ở đó. Do đó khi mà cột sống cổ chúng ta được hoàn thiện, cột sống lưng chúng ta được hoàn thiện thì không có cái bệnh gì mà xảy ra hết. Chưa nói có những cái chỗ nó chèn á, mà cái chỗ đó nó ảnh hưởng đến cái tim mình, nó ảnh hưởng đến cái bao tử mình, rồi nó ảnh hưởng cả cái lỗ tai mình, rồi con mắt mình, rồi cái mũi mình, rồi cái miệng mình. Mọi người không có thể nào tưởng tượng nó như vậy. Cho nên có những cái bệnh nhân đến với tôi, họ nói tôi bị ăn không có ngon. Ăn không có ngon là nêm nếm không nghe mùi vị gì hết á, rồi ngửi thì không ngửi được, còn nếm thì không có nếm, không có nghe mùi vị gì hết, mà suốt bao nhiêu năm trời rồi mà không hiểu tại sao. Thì khi đến tôi khám xong, tôi nói đơn giản thôi, tôi chỉnh cái cột sống cổ xong thì người đó nghe cái mũi nghe ngửi được, cái lưỡi nếm được. Thì mọi người thấy rõ ràng là nó có một cái sự liên hệ mật thiết. Và có những cái trường hợp mà vui lắm, ví dụ như bị cái tai điếc, thành ra là mọi người thấy là tôi đến mà tôi chữa bao giờ tôi cũng chỉnh cột sống cổ trước, rồi cái tai điếc nghe không được, vậy mà kéo cổ ra xong cái ủa sao giờ nghe được rồi. Thì để chúng ta thấy rằng là những cái sự liên quan mật thiết của nó, là chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Ok, và đây là cái dùng mà chi phối của cái cột sống cổ đối với một số cơ quan ở trên cái chi trên của mình. Mọi người nhìn đây thì ở đây nè, từ này C1, C2, C3, C4, C6, C7 nằm ở trong cái cột sống cổ. Tại vì cái cổ mình á, nó có 7 cái đốt sống từ C1 tới C7. Mà mình thấy chữ C nha, thì mọi người cứ tưởng là chữ C là cổ, không phải nha. Chữ C này á, là tiếng gốc của nó là cu, C-O-U là cu, mà cu thì dịch là cổ.
không? Còn cái từ cái lưng thì D1 cho tới D12 tại sao là D lại là chữ từ cái chữ tiếng Pháp là đô, thành ra là nó lấy chữ D rồi, còn chữ S là circum là cái xương cùng cục ấy, thì ta lấy cái chữ đầu của nó. Thành ra là ở bên Tây có cái bà nói tiếng Tây với tiếng Việt cứ lẫn lộn, mà nói mai mà nó té xe đó mà nó trúng cái dài chứ mà nó trúng cái cu nó coi như tiêu rồi. Thì ai cứ tưởng là trúng cái cu kia chứ không phải cu là cổ. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy những cái màu sắc mà tương ứng ở đây nè. Thí dụ như là C1 á thì nó đau cái ngón út nè, còn cái C7 á thì nó đau cái ngón 2, ngón 3 ngón 4, ngón đeo nhẫn, cái ngón giữa dưới mé của ngón trỏ. Và nếu như nó đau ngón cái thì biết là gì? Là tổn thương cái C6. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp mà lắc ngón tay, mọi người nhớ không? Khi mình lắc ấy, thì ngón nào đau thì cái ngón đó kêu cái cục, và cái ngón cục đó là chính là liên hệ tới cái cột sống cổ ở trên. Cho nên khi mà tôi cầm nắm cái tay, tôi lắc cái tay bên trái, tôi lắc cái tay bên phải thì tôi biết là người này bị ở đốt sống nào rồi. Chưa cần chụp X quang, chưa cần làm MRI là chúng ta đã biết rồi, tại vì nó có một cái sự liên hệ như vậy. Và như vậy có người là khi bị đau cột sống cổ thì lại đau cái bắp tay, có người thì đau cái ngón tay, có người thì đau cái vai, cứ đứng ngồi dỗ dỗ như thế này, có người thì đau cái ngực cứ khó thở đau, rồi có người đau cái vai. Mà mọi người có một cái đau mà không có giống nhau mà không biết. Rồi mình đi đến mà thầy châm cứu thì thầy cứ thấy chỗ nào a thì nguyệt, chỗ nào đau thì cứ chặn ngay đó. Nhưng mà thiệt ra là cái gốc của nó nằm ngay cột sống cổ chứ không phải nằm ở đó. Thành ra mình châm vô mình nói ôi trời ơi dễ chịu quá, nhưng thì mình đau trở lại là bởi vì mình chưa giải quyết rút ráo là do cái tổn thương của cột sống cổ. Đồng ý không? Thành ra là ở đây là đấy, chị này rồi cũng bị cái ngực, rồi cứ tưởng là bị đau phổi, mà phổi đâu, cột sống cổ thôi. Ok. Và đây là những cái cách xử lý thông thường từ trước tới nay. Hồi nãy tôi nói với quý vị là người bác sĩ là cho chúng ta uống thuốc nè, rồi từ uống thuốc xong chuyển qua chích nè, rồi chuyển xong mổ tiểu phẫu nè, rồi cuối cùng là mổ lớn chút xíu. Thì bốn cái quy trình của bác sĩ hiện nay làm như vậy. Và đây là cái quy trình của cái điều trị bằng cái vật lý trị liệu. Thì vật lý trị liệu á, thì cái ban đầu á là ta dùng cái này. Tôi nhớ hồi xưa trong cái phòng vật lý trị liệu trong bệnh viện á, thì tôi á là đưa bệnh nhân vô đó thì ta cho kéo cổ. Thì kéo cổ này á, thực ra là mọi người đi ra ngoài chỗ mà cái cửa hàng y tế họ cũng bán một bộ này khoảng 1,000,000 á. Cái ghế này có cái lò xo, ở ghế này có cái lò xo nhúng được. Và cái cổ mình á thì mình ta tính cái tỷ lệ là 10% trên cái tổng lượng của cơ thể. Và nếu tôi 60kg thì tôi sẽ dùng cái cục mà cái cân ở ngoài sau á là 6kg. Và cái cách làm là gì? Là đeo cái móc cổ này vô và ngồi xuống và lắc qua đây, rồi lắc qua đây, thì lắc qua trái, lắc qua phải, mỗi bên 15 cái. Sau đó rồi nhúng cái chân này nè, bỏ cái chân nhúng thì cái ghế nó là do mà nó kéo cổ nhẹ 15 cái. Và chúng ta làm như vậy mỗi ngày 2 lần, 1 lần 15 phút. Nhưng mà không có đơn giản đâu, tại vì cái trọng lượng cơ thể mình dưới cái đó mình chưa có cái sự cân bằng rõ ràng thì mình làm cũng không có dễ dàng gì đâu. Và đi làm cái này phải thời gian của nó là đòi hỏi phải 3 tháng rồi, thành ra là ít có ai có một cái sự kiên nhẫn để tiếp tục đi làm cái này. Rồi cái thứ hai, đây là dễ và hiện đại hơn, cái này người ta làm để mà cân cái đưa cái cổ lên. Rồi một cái nữa là kéo cổ bằng cái phương pháp mà có vẻ nhìn có vẻ máy móc ghê gớm ha, nhưng mà không đơn giản, tại vì một bác sĩ phải thật là giỏi về vật lý trị liệu, phải thật là giỏi về cái này. Thành ra khi ta chân chỉnh cái cột sống á, mà nếu mà chỉ cần sai chút xíu á là người bệnh nhân bị thiệt liền. Thành ra là ở Vũng Tàu tôi có một cái anh đó là chủ tịch cái liên hiệp các khoa học kỹ thuật á, anh vô trong bệnh viện, rồi bệnh viện làm xong anh về bệnh nặng hơn. Sau khi bị nặng hơn thì lại gặp
lại gặp tôi nói trời ơi cái này có gì đâu mà làm khổ vậy, rồi tôi phải chỉnh cho anh trong vòng một vài hôm thì anh thở lại bình thường. Nhưng mà trước đó là bệnh nặng rồi, đi điều trị bệnh nặng hơn. Thành ra là mọi người phải chú ý cái chuyện này. Và như vậy là tới bây giờ đó, thì để chỉnh cái cuộc sống cổ, chỉnh cái cuộc sống lưng, chỉnh cái đầu gối, thì có lẽ là nếu như ai mà có điều kiện vào trong Sài Gòn, tôi không biết ở Hà Nội, thì cái đường Master, cái chỗ mà vật lý, thì họ làm một cái phòng để chữa rất là hiện đại, toàn là máy móc hiện đại hết. Và quý vị vô họ đo chỉnh cái tay sao, cái chân sao, rất là cầu kỳ, và coi mình là như là một cái vật mà nghiên cứu ấy. Rồi họ làm đủ thứ, mất gần cả mấy giờ đồng hồ rồi bước ra, và cuối cùng cũng phải làm mấy tháng trời. Nhưng mà với cái điều kiện vậy ấy, làm cho người ta khó mà tiếp cận, tại vì vô mà rồi thấy cái dàn máy móc chứ đo không làm kiên nhẫn ra. Mà thời buổi bây giờ là như vậy. Thành thử là tôi có đến, họ mời tôi đến để mà tham gia, thì tôi nói cái này hơi khó đối với người bệnh dân. Tất nhiên là cái chuyện mà máy móc hiện đại chuyện nào thì trả tiền nhiều chuyện đấy, đúng không? Ok. Và một cái mà hiện nay tôi vẫn khuyên mọi người thường dùng đó chính là cái Dish Doctor CS300. Thì cái này hiện nay giá thị trường là 3.850.000, hình như là vậy. Thì mọi người cứ đi thẳng đến 160 Tây Sơn, tức là cầu vượt vừa xuống á, ở bên trái là cái Gò Đống Đa, thì nó bước thêm mấy bước nữa thì nó có cái cửa hàng này. Và tôi biết cửa hàng này từ đầu mới thành lập, và cái dùng cái này, và tôi đã hướng dẫn cho mọi người, nhiều người dùng rất là có kết quả mà rất tốt. Và như vậy á, là cái này á, là chỉ cần gắn vô cổ mình rồi có cái bơm mình bơm thôi. Và nó có ba cái bật màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Thì thường thường mình chỉ bật màu xanh là đủ rồi. Nhưng mà mình bật màu xanh vô mình thấy chưa thú gì á, thì mình có quyền bơm lên chút xíu để lên tới màu vàng. Nhưng mà cái chú ý là khi mình bơm lên á, mà mình thấy dễ chịu thì là ok. Nhưng mà nếu như mà mình bơm lên mình thấy hơi buồn nôn, mình hơi chóng mặt, thì mình chỉ cần xả nhẹ thôi. Xả nhẹ từ từ xuống, nó không còn chóng mặt, không còn buồn nôn nữa. Thì cái mức đó là ok. Và mình nhớ cái nút đó để chi, biết không, là mỗi lần mình thực hiện cái thao tác này thì mình để cái chỉ lượng mà mình đã ok rồi. Và một ngày chỉ làm trong vòng 30 phút, một lần làm trong 30 phút, mà ngày làm 2 lần, và bảo đảm là mọi người làm trong vòng một tuần lễ tới 10 ngày, mà làm cho nghiêm túc đó nha, thì cái cơn đau không còn nữa. Nhưng mà đừng có quên là mình làm phải 3 tháng trời như vậy để nó duy trì thiệt lâu. Cái điều quan trọng nữa là cái bộ phận này á, mình làm xong rồi á, mình làm cho người trong gia đình mình, rồi mình làm cho bạn bè mình, tại vì cái máy này nó rất là bền. Thật ra mọi người yên tâm sử dụng nó một cách là thoải mái và dùng cho nhiều người. Ok. Và cái mà nãy tôi đã trở lại ban đầu á, là thường thì cái dấu hiệu mà của cột sống cổ á, là do cái mạch máu, và cái bệnh mà thường gặp nhất là cholesterol trong máu cao, rồi làm cho cái động mạch mình bị sơ vữa. Do đó để mà giải quyết nó thì chúng ta phải thực hiện những cái bước mà tôi đã nói. Bước thứ nhất là cái bỏ đói cơ thể. Thì bỏ đói cơ thể mình á, là bỏ đói từ 20 giờ tối cho đến 12 giờ trưa. Ở bên này có ai thực hiện chưa? Rồi. Mọi người thực hiện thấy sao, nói nghe coi. Chừng mà đỡ đau xương ạ. Đỡ đau xương. Đỡ đau khớp ạ. Đỡ đau khớp. Rồi còn gì kia? Nói chung là rất là dễ chịu. Nó cảm thấy con người nó phong thái hơn. Có giảm kilo không? Có. Giảm được mấy ký? Giảm được hơn 1 cân ạ. Hơn được 1 cân. 1 cân rưỡi. Nhìn bao nhiêu lâu mà giảm được 1 cân? Mới từ ngày 4 tháng 3 bắt đầu. Mày có thấy dễ chịu trong người không? Trong người rất dễ chịu. Rồi ai nữa mà làm có hiệu quả? Rồi xin mời. Em lại cho người cô đó cổ có ý kiến. Vâng, em thì em thực hiện được nửa tháng rồi. Thì hiện tại lượng huyết áp em rất là cao. Nhưng mà khi em hớp không khí và uống rượu ớt và dậm gót chân, bồ đói buổi sáng, thì hiện tại huyết áp em nó gần như ổn định. Đấy, em thấy
cái phương pháp này rất là tốt. Mình bỏ đói cơ thể là tại vì là 8 giờ tối trở về khuya ha, chưa nói. Nhưng mà từ 11 giờ cho đến 3 giờ là giờ đó là giờ của gan mật hoạt động. Và giờ đó gan mật nó sẽ có nhiệm vụ làm tiêu hết toàn bộ những cái thức ăn, thực phẩm mà mình ăn trong ngày. Cho nên mọi người để ý, mình ăn cái bụng mình to, nhưng mà khi mình ngủ thì mình qua cái giờ đó xong rồi, 5-6 giờ sáng mình thức dậy, mình thấy cái bụng mình mềm hết. Ha, là tại vì nó tiêu qua hết những cái thực phẩm mình trong cái thời gian mà gan mật nó hoạt động. Và như vậy là tuổi càng lớn thì cái gan mật của mình là nó không có được mạnh như người trẻ, tại vì mấy đứa trẻ nó vận động. Cho nên là đối với trẻ thì mình không có cấm chuyện ăn uống, mà đối với mình người lớn thì mình hạn chế cái ăn uống, khác hơn cái đứa trẻ là vậy, tại vì nó vận động rất là nhiều. Ha, còn chúng ta thì ít cái vận động hơn, do đó là chúng ta nhịn ăn thì ăn ít ấy, thì như vậy giờ đó nó đủ sức để tiêu hóa những cái thức ăn của chúng ta trong ngày rồi. Và sau đó thì nó sẽ ổn định cho đến 8 giờ sáng. Và từ 7-8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa là giờ đó là giờ đói. Mà giờ đói thì chúng ta nhớ một điều là chúng ta không ăn luôn. Và chúng ta làm gì? Uống nước lọc thôi. Và vì khi chúng ta làm có một cái lập trình là không ăn thì tự dưng cái cơ thể mình nó phải có cái nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ gì? Nó có nhiệm vụ là giúp cho cái cơ thể tồn tại. Mà muốn cho cái cơ thể tồn tại thì nó phải làm cái gì? Nó phải sử dụng một cái hệ thống mà giữ trữ thực phẩm trong cơ thể mình. Và cái hệ thống đó nó hoạt động và nó đưa ra ba cái gì? Một là đường, hai là đạm, ba là mỡ. Và nên nhớ nha, là đạm thì chỉ có 5% nhưng mà mỡ trong đó thì 95%. Cho nên khi mà bị rối loạn về mặt chuyển hóa đó, bị bệnh thì quá bao giờ cái bụng chúng ta bị dày to lên và mỡ nổi lên ở những cái vùng này. Và khi mà chúng ta áp dụng phương pháp đó thì lúc đó cơ thể xuất ra ba cái thành chính: đường, mỡ và đạm, để mà cứu cơ thể. Vô tình trong lúc nó xuất ra thì thằng đường này mà đường dự trữ là đường xuất men, cho nên nó xuất ra nó đốt toàn bộ cái mỡ. Cái đó là cái cơ hội để đốt cái phần mỡ. Và cái hay cái chỗ là gì? Là khi mà nó đốt mỡ thì chúng ta có nhiều khi nghỉ ăn trong vòng cả tháng trời mà kilo không giảm, mà chỉ giảm gì biết không? Giảm mỡ thôi. Cho nên khi mà tôi áp dụng cái phương pháp mà tổng thể thì 5 tháng, 6 tháng trước đó mình dùng thuốc điều trị cholesterol trong máu mà nó không có giảm rõ rệt. Rồi gan nhiễm mỡ không có giảm được. Nhưng mà khi mình áp dụng đúng phương pháp này rồi thì mình đi đến xét nghiệm trở lại thì tự nhiên sao nó mất hết rồi. Cái gan trở lại bình thường, rồi cholesterol trong máu trở lại bình thường mà trước đó mình dùng thuốc không có hiệu quả. Thế thì như vậy là cái quá trình nhịn ăn đó là nó tiêu đốt hết những cái chất mà thừa trong cơ thể mình rồi. Nhưng mà nhớ một điều nha, khi nó đốt cái đó xong rồi thì đến 12 giờ trưa mình đói thì phải ăn uống đầy đủ, không được ăn thiếu thịt cá cái gì ngon cứ xơi, thấy không? Rồi chiều ăn nhẹ, nhưng mà đừng có bỏ ăn. Thế ra là cái mà mình nhịn đói mà cả ngày là không được. Mình chỉ nhịn cái buổi từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa thôi. Và một cái điều mà cực kỳ quan trọng trong khi mà nhịn đói là không được dùng bất cứ một loại nước nào, là nước quả hay là sữa hay là mật ong, mình không được dùng gì hết. Vì cơ thể mình nó rất là khôn, rất là thông minh, nhưng mà nó cũng hơi ngu ngu một chút. Bởi vì nó thấy mà mình nếm chút xíu mật ong, mình nếm chút xíu đường. Đấy, nhất là ở lúc mà tôi làm bên Mỹ, mấy người hay nhai xương côn. Họ nói thôi, vậy nhai xương côn. Nhưng mà nhai xương côn vô lập tức cái hệ thống mà dự trữ của mình nó đóng cửa liền. Nó nói, có viện trợ rồi. Mà hãy có viện trợ là nó không tiếp tế nữa. Mà nó không tiếp tế là mình tiêu rồi. Thấy không? Do đó là khi mà mình đã nhịn ăn là phải nhịn ăn một cách triệt để, chiếu nước lọc hết. Và cho nên cái có cái chị đó, chị
đến chị nhờ tôi giúp cho chị giảm mập, mà chị nói tôi đâu có ăn uống gì đâu, tối tôi cũng không ăn, trưa tôi ăn uống bình thường mà tôi vẫn cứ béo đi không nổi. Mà buổi sáng thì tôi chỉ dùng theo cái cách mà trên mạng chỉ là mật ong, gừng với gì chanh. Trời, mấy cái thằng khùng đó nó biết cái gì đâu mà nó chỉ ta ăn uống vậy. Rồi nó chưa đưa trên mạng lung tung, rồi người ta cứ tưởng cái đó là cái phương pháp hay, nhịn ăn cái đó để mà gầy, chả gầy cứ béo phệ ra. Tại vì sao? Vì buổi sáng mình nhịn ăn đó, mà nếu như mà mình vẫn dùng có chút xíu mật ong trong đó, chút xíu chanh đường trong đó, thì lập tức cái cơ thể mình nó đóng cửa cái phần đường mà dự trữ ấy, rồi coi như xong rồi nó có đốt được mỡ đâu. Do đó tôi nói chị thực hiện cho tôi đi, chị thực hiện nửa tháng, chứ nó ủa sao vậy, tôi mất 2 kg rồi. À thì bây giờ mới ngỡ ra, tôi nói đấy, thấy không? Nghe cái đời lung tung. Còn bây giờ trước khi mà chấm dứt cái chuyện mà nói nhịn ăn này, tôi có nhắc cho mọi người một nghe một cái câu chuyện mà tôi hay nhắc ở trên truyền hình đó. Trên truyền hình mình có những cái thông tin rất là bậy bạ, nhưng mà họ nói là cái mạng xã hội bậy bạ, nhưng mà trên truyền hình cũng có nhiều cái cũng rất bậy bạ. Có một cái thông tin là bây giờ có một bệnh nhân ở Trung Quốc nhịn ăn 15 năm rồi, nhịn ăn sáng 15 năm rồi, bị sạn mật mổ, mọi người nghe không? Thế mà bao nhiêu người cũng post lên mạng rồi thông báo cho những người khác đừng có nhịn ăn buổi sáng. Bậy bạ đi chứ, tôi chưa bao giờ thấy nó bậy bạ kinh khủng vậy. Tôi mới nói với mọi người, 1 tỷ người ở Trung Quốc mà chỉ có 1 thằng chết sau 15 năm không ăn sáng thì có gì đâu mà phải ghê gớm vậy. Đó, mọi người hiểu không? Tính cái tỷ lệ một cái người đó mà cho 1 tỷ người ở Trung Quốc rồi đem một cái đống sàn mật á, mà nó đeo cái đống cái sàn mật á, nó để ngay trên cái đường hình, nó để một đống vậy nè, không biết nó chụp ở đâu ra. Cái mặt người ta có chút xíu, nó để đóng này bằng cái núi. Trời đất ơi, mà gạt thì sao mà được, thấy không? Nhưng mà cái buồn nhất là những cái bác sĩ dinh dưỡng của mình á, lại cổ vũ cái tinh thần là buổi sáng ăn thật nhiều, đúng không? Buổi sáng ăn như vua hả? Ăn nhiều. Ăn nhiều. Tối thì ít. Tối thì ít, mà buổi trưa thì ăn ít. Mà tôi nói, tính là bác sĩ đó nó cũng học hành gì nữa. Tôi nói mấy bác sĩ dinh dưỡng chẳng có biết, chắc là không đọc chữ được. Tại sao nghe tao nói rồi mình nên nói lại, thấy không? Bởi vì sao phải không? Chắc tôi nghĩ mấy ông bác sĩ dinh dưỡng đó là ăn công khí gì với mấy bà bán phở, với bán lồng heo gì ở ngoài đường, thành ra mới suối ta ăn sáng vậy, thấy không? Cả châu Âu, tôi dùng cái chữ nha, cả châu Âu buổi sáng ở bên Pháp á, sáng ấy, thì một chút xíu bánh mì, một chén sữa, một miếng confiture chút xíu dưới miếng bơ, ăn thì làm, thậm chí có khi chỉ uống ly cà phê đi làm, không ai ăn sáng, không ai ăn sáng nhiều ấy. Và ở tất cả các cửa hàng ở bên châu Âu không có ai bán đồ ăn sáng, quán cà phê với bánh mì với mấy cái đồ ngọt để ăn sáng, không có ăn mà hủ tiếu phở ăn nặng như Việt Nam mà đâu. Cái buổi ăn chính của ta chính là buổi trưa. Còn chiều ấy, thì tôi ở chung với người Tây, cho nên tôi ở bao nhiêu năm trời tôi biết cái cách ăn uống đó rồi. Và buổi sáng trước khi đi ấy, thì người ta đã hấp sẵn mấy cái củ ấy, rau củ ấy, chiều về ăn rất nhẹ tối. Còn ở bên Anh ăn cái gì? Bên Anh á, sáng gần mỗi mì với 2 trứng gà. Đấy. Mà mình ở đây suối cho chân thuốc phải sáng ăn hủ tiếu phở cho nhiều. Thấy không? Cái đó là bậy bạ. Thấy không? Thành ra là khi ta nói á, thì giống như mà thấy cái gì á, thì lặp lại giống như con két vậy đó. Thấy không? Rồi báo tăng lúc túc. Bây giờ mọi người lên coi. Thấy không? Đừng có cho tăng kêu đừng có nhìn ăn sáng rồi bị này nọ rồi. Bị rối loạn chuyển quá rồi nói tầm bậy tầm bạ đủ thứ. Mà có những cái bác sĩ cũng có máu mặt lắm, mạng nói thiệt ngu luôn. Các bác sĩ nói là nếu buổi sáng không ăn thì dịch vật nó tiết ra thì sau nó cô lại nó thành sỏi mật. Thì đó thì bác sĩ nói là sáng phải ăn đủ, bữa trưa thì ăn vừa phải, bữa tối thì gần như ăn ít. Có câu là sáng là ăn cho mình,
trưa ăn cho bạn, nhưng mà tối ăn cho kẻ thù. Tối ăn nhiều thì sẽ bị béo bụng, thì nó tích mỡ. Thì mình không cho nên đừng có hỏi bác sĩ đó. Buổi trưa hỏi ăn cái gì? Muốn hỏi thầy. Đó. Thì hỏi bác sĩ đó, buổi trưa hay ăn cái gì? Thầy đã giải thích thế rồi gì nữa? Đấy, thì nên nói. Nói theo bài bản. OK. Rồi. Bây giờ thêm cái nữa là bây giờ cái mà chúng ta đã cách đây 4 năm tôi đã nói rồi. Nè, thì như vậy là cái phương pháp là mình trường đá nóng ở vùng gan. Và trường đá nóng ở vùng gan á thì ở đây mọi người biết hết rồi. Ha? Tại vì á là cứ 1 giờ đồng hồ 60 lít máu đi qua gan. Và chúng ta trường vô gan á thì nó làm cho cái lưu lượng máu vẫn lưu tốt hơn, và nó làm nóng máu thì nó làm cho mỡ đồ tất cả trong cơ thể mình nó tiêu, nó sạch máu. Và cái trường đá trong cái thời gian qua thì rút ra được mấy kinh nghiệm. Thứ nhất là khi mình trường đá hàng ngày á, thì nó giúp cho, thứ nhất là mình sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện bị đột quỵ, tại vì nó làm cho mấy cái máu đông bị tiêu hết. Cái thứ hai là nó làm tăng cái thân nhiệt của mình. Và khi mà làm tăng thân nhiệt á thì mình không có phải lo cái chuyện mà ung thư nữa. Tại vì trong cái ung thư á, là tại sao người ta phát hiện là những người mà có khả năng bị ung thư là những người thân nhiệt dưới 36 độ C. Bây giờ mình có cái phương pháp trị liệu rồi. Và một cái điều nữa mà tôi cái kinh nghiệm mà lúc mà tôi bị cái sơ vữa động mạch cảnh á, thì tôi trường đã liên tục trong vòng 1 năm thì tôi đi làm siêu âm mạch máu lại thì nó giảm 50%, và tôi làm cho đến bây giờ thì nó sạch bách hết rồi. Đó là khi mà tôi vào trong medit của Hảo á, tôi làm siêu âm thì tôi làm xong tôi nói ủa sao sạch sẽ hết rồi. Tôi mới lấy cái cũ và cái mới vì tôi còn giữ lại hết, và tôi đưa cho cái anh bạn tôi coi. Thì anh bạn nói ủa làm gì có chuyện đó, ủa mà mấy năm nay ông uống thuốc của tôi không á, thì chắc uống thuốc nó tiêu chữa được sơ vữa động mạch. Anh khoái quá biết cái tôi nói à đúng rồi. Anh mới nói trời ơi vậy là hay lắm nha, đợi tôi chút xíu. Mà tôi bước ra cổng rồi, tôi đi ra rồi, anh gọi bác sĩ Văn. Bác sĩ Văn nói anh Đức ơi, anh gọi ông Châu, ông chồng thở lại liền, mình phải coi lại nữa chứ không còn vậy đâu được. Mà sao làm gì có chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng ông siêu âm ông cho tôi kết quả, ông rội lên màn cho tôi coi máu lên thông đàng hoàng, trước đó thì máu đi lên được, thì làm gì mà có chuyện đó. Nhưng mà tôi nói thôi để bữa khác tôi lại đây, tôi đang dẹp đi về tới nhà này. Thì để cho mọi người thấy cái chuyện trường đá đến bây giờ, thì khi mà mình bị cái cổ là đừng bao giờ quên. Thứ nhất là đặt cái cục đá ở gan để cho máu nó lưu chuyển hết toàn bộ cơ thể. Hai là mình để cái cục đá ở ngay cổ mình để cho nó làm cho máu lên trên não đều. Thì cái hay của trường đá cái gan và cổ thì nó đưa cái lưu lượng máu đầy đủ về trên não mình. Và nhớ nha, 20% lượng máu trở về não khi mình có một chất cung ngon. Và nó tái cấu trúc không phải chỉ có cái những cái cơ tế bào và các mô trong cơ thể, mà nó còn tái cấu trúc cả cái neuron thần kinh nữa. Bây giờ trước ấy, là neuron thần kinh ta nói giờ nó bị tiêu, nó không tái tạo. Nhưng mà có một lần tôi đọc một cái tài liệu thì nó nói cái hệ thống này có thể phục hồi được một bằng cách là sốc nhiệt. Mà ta nói vậy thôi, mà sốc nhiệt bằng cách nào làm cho nó nóng lên được? Bây giờ mình mới biết rằng là nếu như mình trồn đá, mình đem cái sức nóng lên trên đó được. Thành ra là mọi người thấy không, khi mà mình trồn đá đó thì mình có một cái giấc ngủ rất là ngon, và sáng dậy cổ gáy đâu không còn đau đớn. Ok. Thành ra là đừng quên là hồi nãy là mình nhịn ăn rồi ha, rồi tiếp nữa là cái hút không khí. Bây giờ tới cái hút mình trồn đá nhé, bây giờ tới hút không khí. Thì ở đây á, mà cái hút không khí tôi hay nói đùa nhiều nhất á, là cái môn này là môn gì mọi người biết? Cái này là sư tử hống. Cái này là sư tử hống. Cái này là cái ông này là ông gì biết không mọi người biết không? Kim Mao Sư Vương Dương. Kim Mao Sư Vương. Em ông luyện cái môn mà sư tử hống. Cái này cũng rành. Ở miền Nam á, mà đưa cái hình này vô á, mà nói sư tử hống ai cũng biết là Kim Mao Sư Vương. Còn ở miền Bắc này có vậy á, không có đọc thiện trưởng nhiều.
ở Việt Nam vô là biết liền. Thì cái độc đáo của cái hốc không khí ấy, là tôi đã nói từ lúc đầu ấy, là khi mà tôi học được cái phương pháp sư tử hốc này rồi thì một cách lạ lùng là mấy cái suy giảm tính mạch chân của tôi hồi xưa tôi đi mà xa đó thì nó sưng cái chân lên, bây giờ hết sưng luôn, bây giờ hết sưng thẳng luôn đó. Cái thứ hai là đi xa không còn mệt nữa, và từ cái một cái chỗ là đi được cái 1-2 km bây giờ tôi đi mười mấy km. Mỗi lần ra nước ngoài là một ngày tôi đi khoảng 17-18 km, với đi bộ nhiều mà. Còn ở trong nước ấy, thì tôi đi tập đi bộ là mỗi ngày đi 10 km, không có vấn đề gì hết. Cho nên ấy, là cái hút không khí là cực kỳ quan trọng. Mọi người chỉ dành cho tôi ấy, mỗi sáng hút 90 cái, bắt đầu thì mình hút 30 cái, sau mình hút tăng lên, sau mình hút tăng lên 90 cái. Nhưng mà tôi ấy, thì tôi hút 30 cái không nổi, mà tôi đi bộ ấy, thì tôi hút được. Rồi khi mình đi bộ ấy, thì bước cái mình chưa đi rồi hút rồi thở từ từ ra, và mình chịu khó mình đi, mà đi bộ thì mình lại hút được, còn mà đứng chỗ mình hút lười lắm. Thành ra là mọi người chịu khó đi bộ chút xíu buổi sáng, đi tản bộ, không cần đi nhanh nha, vừa đi vừa hút thì nó đã giúp được sự cái trao đổi lắm rồi. Thì một cái điều lạ lùng hồi trước ấy, là khi mà chồm đá thì cái acid uric tôi nó không tăng nhưng mình không giảm, nó giữ ở một cái mức cái lình bình. Khi nào mình ăn tôm ăn cua ăn đồ vô là nó nổi dậy, mình nghe khó chịu đau rồi. Nhưng mà từ khi mà đi mà hút không khí đến trời thì acid uric không còn lên nữa, trở lại bình thường ngay lập tức. Và bây giờ tôi ăn uống bình thường, không cần một cái thuốc nào đối với cái bệnh gút của tôi hết. Do đó điều rồi tôi đi cái đợt Hawaii tôi thử nào tôm nào cua, cua hoàng đế, cua tiểu đế rồi đủ thứ ăn không có vấn đề hết. Thành ra là cái mà mình mừng nhất trong cuộc đời này, sinh ra để ăn cho ngon. Mà người nào bị gút thì đâu được ăn cắp nón đủ thứ. Bây giờ mà nếu mà học được cái phương pháp này rồi thì cái sung sướng của mình, hạnh phúc nhất đó là được ăn. Và những cái người á mà bị đau nha, đau đớn á, mọi người nhớ nha, là khi mà mình bị hay đau nhất chỗ này hay đau nhất chỗ kia á, rồi thậm chí có những người mà cái chân của phụ nữ á là nổi cái cục đây nè, thì thực ra những cái cục đó đều là những cái cục do cái axit trong cơ thể tiết ra hết. Và khi bị những cái điểm đau trong cơ thể đều là do axit tăng hết. Do đó trong cái điều trị á, tôi có một cái kinh nghiệm là những người mà mình điều trị, mình điều chỉnh á, mà thí dụ như cột sống cổ nè, rồi trạch khúc vai nè, mà tôi chỉnh một cái á, là hết liền. Mà hãy chỉnh một cái, không hết, ngày thứ hai cũng không hết, bớt tiếp tục không hết, thì mình biết rằng cái lượng axit trong người đó tăng. Nhớ nha, thì nó không hết. Thì khi mà chúng ta khuyên người đó nhịn ăn, người đó hốt không khí, tự nhiên chỗ đau nó không còn. Ok nha. Được chưa? Rồi, bây giờ đến cái phần tác động. Có lẽ là cái phần này tôi chỉ nói sơ qua thôi để cho mọi người thấy. Hồi nãy mình nói cái tổn thương của những cái đốt sống cổ từ C1 tới C7 á, thực ra nó có một sự liên hệ chặt chẽ đối với những cái cơ vân trên cái cơ thể của mình. Mà ở đây tôi chỉ đề cập những cái cơ vân mà nằm ở cái cổ thôi. Thì đây cũng là cái một cái bài học sắp tới cho những người học về cái phương pháp của Pakistan đó. Nên thì đây là mọi người thấy ấy, là khi một người này bị đau ngay cái điểm, ngay cái này là C1, C2, C3, C4 ấy, thì nó lại đau hết những cái vùng lan tỏa xuống đây. Rồi thí dụ như đây là thằng này bị C1 với C2 thì nó lại đau hết cái vùng vai, rồi đau xuống cái bả vai này. Và một cái điều nữa là có những cái người bị ở C1, C2 thì nó lại đau mắt. Đau nhất con mắt nữa nè. Đau nhất mắt thì tưởng là bị glaucoma, thì vô bệnh viện mắt đo thì nó đọc mắt không có gì. Nhưng mà chữa hoài không khỏi, uống thuốc cũng đâu không khỏi. Giải quyết cái gồm trong cổ này cái cục xong, bỏ mắt thì sáng lên, không còn đau nữa. Và như vậy là ví dụ như có những người đau cái cột sống C1, C2 thì nó lại đau cái ba vai, và nó đau lan luôn hết cả cái cánh tay như thế này. Nhưng mà khi mình giải quyết á, cái mà dở của mấy người sau này họ chữa đó, họ cứ cho uống thuốc không hết, rồi chích, chích ra đâu, chích vô mấy chỗ này.
thì thấy bớt đau ở đây liền, nhưng mà cái tổn thương nó phải nằm đây, nó nằm ở đây này. Thấy chưa? Cho nên khi mình chỉnh cái cột sống cổ, rồi mình chỉnh cái lưng lại chút xíu, thì tự nhiên cái tay không còn đau nữa. Thấy không? Và đây chúng ta thấy một cái cũng rất là vui. Đây nè, đây là tổn thương cột sống cổ thì nó đau cái này xong hết. Rồi nó làm gì? Nó đau nửa đầu. Có nhiều người bị đau nửa đầu. Mình đau nửa đầu thì họ nói tôi bị vô bác sĩ nó bị migraine này, thiên đầu thống rồi. Rồi chữa hoài không hết, nhưng mà nó không phải, nó bị cái cột sống cổ. Khi mà chỉnh cái này xong thì tự nhiên cái hố bác này, đỉnh đầu này, rồi những cái vùng này không còn đau nữa. Thành ra là mình thấy cái cột sống cổ nó ảnh hưởng lớn lắm trong cái cuộc sống của mình. Thành ra có nhiều người họ đau đau nghe hố bách mà đau nửa người nha, và đau ngay cái điểm ở dưới đây, và có thậm chí là đau ngay chầm ngay nhức ở đây nè, không biết làm sao cứ so so vậy không hết em. Nhưng mà cuối cùng vẫn là gì, là cột sống cổ hết em. Và đây là mọi người thấy là hố bách này, rồi thậm chí ở cái phía sau của cái chậm của mình. Đấy, và ở đây là tôi chỉ giới thiệu cho mọi người cái những cái điểm đau mà ở những cái cơ vân đấy, rồi ảnh hưởng đến những cái vùng này. Và chúng ta là cái bằng cái cách gì là chúng ta sẽ đi tìm được cái cơ vân đó. Mà cái đặc biệt bây giờ nè, khi mà mình khỏe đó thì cái cơ vân đó, nó không có bị căng ra, nhưng mà khi mà mình bị bệnh đó, thì cơ vân của đó là nó căng cứng ra. Và cái nhiệm vụ của mình là gì? Chỉ cần vuốt, bật và lấy. Đó là cái phương pháp mà xưa bà Quỳnh Đi Lịch nói. Cho nên khi mà tìm ra được 600 điểm trên cơ vân của người bệnh á, thì tôi giải quyết bệnh rất là tốt, không như ngày xưa. Thì cái bài này sẽ được giảng ở trong cái dạy trong cái lớp Pakistan 1. Và cũng như chúng ta thấy nè ha, cái dùng những cái da chi phối này, mà như nãy tôi nói ấy, là cơ vân nó chỉ xuất hiện mà căn cơ ấy, khi nào chúng ta bị cái cơn đau nó hoành hành. Nhưng mà tất cả những cái này ấy, đều dính tới cột sống cổ hết, do đó không có thể nào mà tách rời cái cột sống cổ ra đối với những cái bệnh chứng mà liên quan tới cái đó. Ok, hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.